Tại tỉnh Bắc Ninh có 3 địa phương vẫn phát sinh ca mắc mới COVID-19, đó là huyện Thuận Thành, huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Ổ dịch kéo dài nhất là tại huyện Thuận Thành, ngày 6 tháng 6 chỉ ghi nhận 4 ca và ngày 7 tháng 6 chỉ còn 2 ca mắc mới COVID-19. Thành phố Bắc Ninh vẫn ghi nhận ca mắc mới trong khu nhà trọ của công nhân. Ổ dịch mới nhất ở Bắc Ninh là tại công ty AAC Technology thuộc huyện Quế Võ có hơn 6.000 công nhân, nhưng hiện chỉ còn hơn 1.300 công nhân đang đi làm tại 3 nhà xưởng độc lập. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay đã ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 và 45 trường hợp F1 tại một nhà xưởng. Khối nhà C và khối nhà D thì không phát hiện ra ca dương tính. Thì hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục là đối với cái công ty này thì vẫn vừa cách ly tập trung với toàn bộ cái khu nhà C, nhà D không có ca dương tính, cách ly tập trung tại đây và vừa sản xuất. Và chúng ta vẫn thực hiện là test theo định kỳ là 3 ngày một lần. Còn tại Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, hiện các lực lượng của tỉnh đang tập trung nâng cao công suất lấy mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, nơi tập trung đông công nhân, tập trung test nhanh 2 ngày một lần để truy vết sàng lọc F0 trong số các trường hợp có nguy cơ. Phấn đấu từ 10 đến 14 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung xử lý dịch bệnh tại huyện Thuận Thành, cân nhắc việc dỡ bỏ phong tỏa tại huyện Thuận Thành do đây là địa phương giáp Hà Nội, cần kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, không để dịch bệnh lây lan sang những nơi khác, đồng thời tiếp tục cảnh giác với tình hình dịch bệnh tại thành phố Bắc Ninh. Cuối cùng nó vẫn là câu chuyện là xét nghiệm thôi. Tôi nói cuối cùng vẫn là câu chuyện xét nghiệm thôi. Xét nghiệm ấy mình bóc sớm được đi thì cái số còn lại nó sạch nhanh, nó không bị dây dưa. Thì các ông chí xem lại, nắm lại toàn bộ cái lực lượng mà xét nghiệm ở đấy. Tinh thần lực lượng thế là mình không thiếu. Công suất xét nghiệm máy móc là mình cũng... Bây giờ các ông chí 11.000 nếu làm mẫu gộp đơn lên thì cũng được, mà nếu cần nữa thì mình chi viện. Liên quan đến công tác xét nghiệm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế thảo luận với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường lực lượng thực hiện xét nghiệm tại các khu công nghiệp, tập trung rà soát kỹ tình hình dịch bệnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn AAC nói riêng, các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp nói chung. Bắc Ninh cần quyết liệt rà soát, sàng lọc, điều tra dịch tễ để đưa công nhân vào nhà máy làm việc trên tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cũng tại cuộc họp, các chuyên gia cũng đề nghị Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch với các địa phương có nhiều đầu mối giao thông, giao thương với Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng năng lực phòng chống dịch còn hạn chế.